Quá khứ tù tội của giám đốc công ty Phúc Cường vừa bị công an Thái Bình bắt. Theo công an thành phố Thái Bình, giám đốc công ty Phúc Cường có tiền án về các tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản. Ngày 14 tháng 12, công an thành phố Thái Bình bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Cường, tức Cường Dụ, 42 tuổi, giám đốc công ty dịch vụ vận tải Phúc Cường. Nguyễn Văn Cường bị tình nghi đứng sau vụ ném vỡ kính xe khách. Cùng ngày, công an thành phố Thái Bình đã khám xét nhà ở, văn phòng công ty của Cường, qua đó thu giữ nhiều tài liệu và hung khí như đao, dao, kiếm. Cơ quan chức năng cho biết, Cường có tiền án về các tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản. Trong đó có hai tiền án kép. Cụ thể, năm 1995, Nguyễn Văn Cường bị công an thị xã Thái Bình bắt giữ và bị tòa án thị xã Thái Bình xử 30 tháng tù tội cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến năm 1999, Cường Dụ tiếp tục phạm tội cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích. Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình sau đó tuyên phạt Cường 5 năm tù giam về hành vi này. Năm 2009, Cường tiếp tục vướng vòng lao lý vì tội cưỡng đoạt tài sản, lĩnh 7 năm 6 tháng tù. Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải Phúc Cường do Nguyễn Văn Cường, tức Cường Dụ làm giám đốc, chính thức được cấp phép đi vào hoạt động từ ngày 19 tháng 11 năm 2019. Cơ quan điều tra cho biết đang tiếp tục điều tra vụ việc Cường Dụ có một số hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm đòi bảo kê, thu phí các chủ xe khách chạy tuyến Thái Bình, Hà Nội. Các hãng hàng không cho biết hiện đang là dịp cuối năm. Trên thị trường đã xuất hiện một số website không phải kênh bán vé chính thức của các hãng hàng không, khiến hành khách có nguy cơ bị lừa, mua phải vé máy bay Tết giả, vé bị nâng giá. Theo Vietnam Airlines, so với website chính thức của hãng này, tên miền của website bán vé giả có thêm chữ S được chèn vào giữa từ airline, khiến khách hàng khó phân biệt. Website này có giao diện, màu sắc và các thao tác đặt vé tương tự như website chính thức của Vietnam Airlines. Theo các hãng hàng không, do những website này không phải kênh bán hay đối tác chính thức của hãng, hành khách mua vé từ đây có thể mua phải vé giả, vé bị nâng giá mà không được bảo đảm quyền lợi. Khuyến cáo hành khách nên mua vé trên website đại lý phòng vé chính thức của các hãng và yêu cầu xuất hóa đơn theo quy định. Thưa quý vị, nửa tấn lòng lợn sấy khô không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh phát hiện trên xe khách đang lưu thông trên quốc lộ 18A. Ngày 13 tháng 12 trên tuyến quốc lộ 18A đoạn qua địa phận xã Cẩm Hải, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh, lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với lực lượng quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 14B01052 chạy tuyến Móng Cái, Hà Nội do ông Nguyễn Công Bình trú tại Chí Linh, Hải Dương điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện dưới khoang xe có 20 bao tải dứa, bên trong là các thùng cắt tông có chứa lòng lợn sấy khô không rõ nguồn gốc xuất xứ, tổng trọng lượng 500 kg. Ông Nguyễn Công Bình không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số lòng lợn sấy khô này. Hiện toàn bộ tang vật được thu giữ bàn giao cho đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh xử lý. Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa hoàn tất hồ sơ tiêu hủy gần 1,4 tấn thịt và sườn bò đã hết hạn sử dụng, bốc mùi hôi thối, bị lực lượng chức năng thu giữ khi kiểm tra xe tải chạy quá tốc độ trên đường Senco 5, quận Hà Đông, Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, trước đó đội cảnh sát giao thông số 10, phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội đã kiểm tra chiếc xe ô tô vi phạm tốc độ tại khu vực đường Senco 5, phường Phú Lương, quận Hà Đông. Chiếc xe mang biển kiểm soát 29H06749 do tài xế Trần Đình Hảo, sinh năm 1996 tại Thái Bình lái. Trên xe còn có ông Nguyễn Văn Ba, sinh năm 1989 tại Hà Nam. Khi tổ công tác yêu cầu tài xế Hảo mở thùng xe để kiểm tra, thì phát hiện trên thùng xe tải chở hơn 1 tấn than sườn bò Canada, nhưng đã hết hạn sử dụng được hơn 1 tháng. Thì ngay lập tức tổ công tác đã yêu cầu là lái xe xuất trình những cái giấy tờ nguồn gốc xuất xứ liên quan đến số hàng hóa nói trên. Thì lái xe và người đi cùng là không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến hàng hóa. Em cũng chỉ giao dịch qua mạng internet, Facebook thôi. Nên là có người bảo hỏi mua nên là em bán được ạ. Cái loại thịt bò vai với lại sườn thì là giá cả như nào? Dạ, giá khoảng 15.000 một cân ạ. Thế anh mua 15.000 một cân một cái sản phẩm này thì anh bán cho người ta giá bao tiền? Em bán khoảng 18.000 thôi anh ạ. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Hảo không xuất trình được hóa đơn nguồn gốc của số hàng trên và cho biết Nguyễn Văn Ba là chủ hàng. Toàn bộ số hàng trên xe tải hơn 1 tấn, sườn bò, nạc vai bò nhập khẩu Canada đã hết hạn sử dụng và được Ba mua của một người qua mạng xã hội Facebook rồi bán cho một người ở Hải Phòng để kiếm lời.
Hiện tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 10 đã bàn giao cho đội quản lý thị trường số 26 Hà Nội để tiếp tục xử lý theo quy định. Đây là một mặt hàng nếu khi hết hạn thì ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân, cho nên là anh em bên quản lý thị trường cũng như là công an giao thông thì quyết liệt trong việc là xử lý đúng theo quy định. Thực phẩm mà hết hạn sử dụng theo quy định của pháp luật là tịch thu và tiêu hủy toàn bộ mặt hàng trên. Hiện tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 10 đã bàn giao cho đội quản lý thị trường số 26 Hà Nội để tiếp tục xử lý theo quy định. Thưa quý vị, vào sáng ngày 15 tháng 12, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2021. Từ ngày 15 tháng 12, 2020 đến ngày 28 tháng 2, 2021, Cảnh sát Giao thông toàn quốc sẽ tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát tập trung, tấn công trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa và làm giảm tai nạn và ùn tắc trên các tuyến giao thông. Trọng tâm của đợt cao điểm này là bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy, phục vụ việc đi lại, vui chơi lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ hội đầu xuân năm 2020. Phòng ngừa, làm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tập trung gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, đối với xe khách, lực lượng cảnh sát giao thông tập trung vào xử lý các hành vi dừng đỗ đón trả khách sai quy định, xe tải chở quá tải trọng, mô tô, xe máy với các hành vi không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu giao thông. Cùng với đó là xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn, ma túy. Rạng sáng ngày hôm qua 14 tháng 12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường, Bộ Công an phối hợp cùng Cục Cảnh sát giao thông và các lực lượng có liên quan đã bắt giữ 32 đối tượng, 11 tàu hút cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa phận huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng đã thu 220 triệu đồng tiền mặt, là tiền mà các đối tượng mua bán cát trên sông và hai két sắt vẫn chưa kiểm đếm. Nhiều tàu khai thác, tàu chở có tải trọng trên 100 khối. Bước đầu cơ quan chức năng xác định thủ đoạn của nhóm người này là lợi dụng lúc đêm tối để khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hồng. Trên đường đi lên đây là đường thì đường độc đạo. Rõ ràng là xe cộ mà có đi lên đi xuống này được là nó phải có một cái vấn đề mà chúng ta cần làm rõ. D đây chỉ có một đường đi thôi, ô tô to vận chuyển là người ta phải biết. Nên cái này chúng ta phải sau này chúng ta sẽ điều tra làm rõ. Nhưng mà rất chặt chẽ củng cố thu thập tài liệu chứng cứ chặt chẽ để đồng thời là xác định khoanh vùng các cái đối tượng theo đường dây từ cái đối tượng thực hiện cho đến đối tượng chủ mưu, xúi dục rồi là trên tàu, dưới sông, trên bờ. Cả một cái hệ thống chúng ta sẽ làm rõ từng bước một. Lãnh đạo ban chuyên án cho biết, việc bắt giữ 11 tàu hút cát và nhóm bảo kê mới chỉ là kết quả điều tra ban đầu. Lực lượng chức năng đang thu thập thêm chứng cứ điều tra để làm rõ đường dây khai thác cát trái phép này, làm rõ chủ mưu hành vi vi phạm dưới sông cũng như trên bờ. Tại Việt Nam, ước tính hàng năm có hàng trăm nghìn tấn pin, ắc quy thải bỏ từ các phương tiện giao thông cho đến các thiết bị đồ gia dụng. Dù đã có những quy định doanh nghiệp phải có trách nhiệm thu hồi, xử lý loại rác thải nguy hại này, nhưng việc triển khai gần như chưa được thực hiện do nhiều nguyên nhân khác nhau. Theo thống kê từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, số lượng ô tô đang lưu hành tính tới tháng 9 năm 2020 là gần 4 triệu chiếc. Lượng xe máy đang lưu hành tính đến tháng 9 năm 2020 vào khoảng 63,5 triệu chiếc, chưa kể xe đạp điện, xe máy điện. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có hàng triệu loại ắc quy hết hạn sử dụng trở thành phế thải và trở thành mối nguy hại đối với môi trường. Tuy nhiên, dù đã có quy định doanh nghiệp phải có trách nhiệm thu hồi, xử lý loại rác thải nguy hại này, nhưng việc triển khai gần như chưa được thực hiện do nhiều nguyên nhân khác nhau như chi phí thu hồi, xử lý ắc quy thải hiện đã tiệm cận, thậm chí tốn kém hơn chi phí sản xuất ra ắc quy mới, nên các doanh nghiệp sản xuất ắc quy không mặn mà với việc thu hồi ắc quy thải. Nhiều cơ sở thu gom pin ắc quy tại các điểm gara xe máy, ô tô, xe loa thu mua trong dân mà các cơ quan chức năng không quản lý được, chế tài về các vi phạm về ắc quy thải chưa đủ mạnh, chưa buộc các nhà sản xuất và nhập khẩu phải có trách nhiệm đến cùng với sản phẩm của mình. Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội vừa thông tin về kế hoạch cao điểm phục vụ hành khách dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2021. Theo đó, Tết Dương lịch năm 2021, người lao động được nghỉ 3 ngày, dự kiến lượng khách qua bến sẽ đông hơn so với các ngày cuối tuần trong năm. Với đợt nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày, dự kiến lượng khách sẽ tăng khoảng 130 đến 150% so với ngày thường.
Đại diện Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, các phương tiện vận tải trên các bến đang hoạt động với bình quân khoảng 50% hệ số trọng tải phương tiện. Vì vậy, lượng xe cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách. Tuy nhiên, đối với một số tuyến như là Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thái Bình, Sơn La, Lào Cai có thể xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ vào từng thời điểm. Song lượng xe trên tuyến và xe dự phòng tăng cường vẫn có khả năng vận chuyển hết khách trong ngày. Lượng xe khách dự phòng tăng cường cho cả đợt cao điểm là 2.030 xe, trong đó bến xe Giáp Bát dự phòng tăng cường 905 xe, bến xe Gia Lâm dự phòng tăng cường 290 xe và bến xe Mỹ Đình dự phòng tăng cường 835 xe.